Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Như các bạn đã biết thì chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450 chính là các chiếc xe 7 chỗ full size bán chạy nhất nhà Mercedes-Benz trong những năm vừa qua. Nhưng đó chưa phải là một cái chiếc xe tối ưu các bạn. Nếu bỏ qua cái điều kiện về chạm sạc cũng như là cơ sở hạ tầng để sạc cho những cái chiếc xe điện thì chiếc xe EQS 500 SUV này mới là cái chiếc xe rất là tuyệt vời. Đó, và với cái chiếc xe EQS 500 SUV này, một chiếc xe 7 chỗ full size thuần điện 100% luôn và có thể di chuyển một quãng đường từ 500 đến 600 km cho một phần sạc, thì thực sự đây là một cái dòng xe có thể nói hiện tại không có đối thủ tại thị trường Việt Nam. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ cái chiếc xe Mercedes EQS 500 SUV, một cái chiếc xe thật sự đáng được sở hữu. Về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là EQS 500 SUV được thiết kế đặc trưng của những dòng xe điện ha. Đó, thì các bạn sẽ thấy là dễ nhận diện nhất là cái phần mà lưới tản nhiệt, bây giờ các bạn là lưới tản nhiệt dạng mặt bích ha. Và đối với cái dòng xe EQS 500 SUV này thì lưới tản nhiệt được trang bị những cái ngôi sao này các bạn ha, rất là đẹp ha. Và logo của chúng ta là logo 3D. À, logo 3D. Các bạn sẽ thấy ở đây có một cái camera nè phía trước nè, chứng tỏ là cái chiếc xe EQS 500 SUV của chúng ta là được trang bị cái camera 360 độ, camera toàn phần. Đó, về phần đầu xe thì các bạn thấy ha, chiếc xe được thiết kế rất là liền lạc luôn, những cái đường nét nó bo tròn ha, nhìn rất là hay. Đó, và các bạn thấy nè, cái đèn pha thì nó rất là to các bạn nha, được kéo dài từ bên trái sang bên phải bởi một cái đường nối nè, một đường led nối ha. Đó, đây là một cái dòng xe có thể nói là cao cấp nhất hiện tại của những dòng xe điện, cho nên là về phần đèn xe chắc chắn được trang bị cái hệ thống đèn pha digital light các bạn. Đây là hệ thống đèn pha rất là thông minh và tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ luôn rồi. Đó, về phần cản xe cũng như là body kit của chiếc xe EQS 500 SUV này là được trang bị cái body kit của AMG nè. Cho nên các bạn sẽ thấy là ở cái phần mà hốc gió phía dưới là được thiết kế rất là gồ ghề cũng như là nhìn nó rất khí động học ha. Đó, đây là một cái body kit mà có thể nói là Mercedes-Benz đặt tiêu chuẩn, nhưng ở những cái thị trường ở nước ngoài các bạn thì có thể là các bạn có thể trả thêm tiền cho cái phần body kit này. Tiếp theo nữa thì về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy nè, trên nắp capo nó sẽ có những cái đường gân dập nổi nè, làm cho cái phần mà tổng thể của chiếc xe nó thêm cái phần mà mạnh mẽ và cá tính hơn. Đó, các bạn thấy ở một cái vị trí này rất là đẹp nè các bạn ha, có một cái chi tiết vè ha, rất là đẹp. Bây giờ Duy sẽ đi sang bên hông một chút xíu và Duy sẽ cho các bạn xem cái phần mâm xe cũng như là bánh xe của chiếc xe EQS này. Đó, lớp xe của chúng ta thì được trang bị là lớp Goodyear và thông số của lớp là 275/45 R21. Đó, và cái lớp kích thước của cái mâm xe này là mâm xe 21 inch, nó tương đương với cái lớp xe của chiếc xe GLS 450 luôn. Đó, hệ thống treo xe là các bạn thấy nè, đây các bạn thấy hệ thống treo xe hay gọi là phuộc xe các bạn, nó là hệ thống treo bằng khí nén ha. Đó, cho nên là chiếc xe này có một cái độ êm rất là êm luôn. Đó, và mâm xe của chúng ta là mâm xe của AMG luôn nè các bạn thấy không, mâm xe AMG luôn. À, và một cái đĩa phanh rất là to và một cái cụm phanh rất là to ở bên trong nè các bạn thấy không. Những cái chiếc xe mà cao cấp, những cái dòng xe mà chạy nhanh các bạn thì thông thường phải được trang bị cái đĩa phanh cũng như là cái phanh xe nó sẽ to hơn rất là nhiều so với những cái chiếc xe thông thường ha. Bên hông thì các bạn sẽ thấy khu vực này có cái logo EQS ha. Đó, và các bạn thấy ở đây nè, có một cái nắp nè ha. Thì cái nắp này nó không phải là cái nắp để chúng ta sạc điện nha các bạn, mà là cái nắp để chúng ta châm cái nước rửa kính, trong cái nước rửa kính thôi, bởi vì là xe của chúng ta không cần phải mở nắp capo, xe nó sẽ khác với dòng những dòng xe xăng ha. Đó, và chúng ta không cần cái mở nắp capo nữa và chúng ta châm nước vào ngay cái vị trí này. Đó, cho nên là cái việc mà chúng ta mở nắp capo thì cho những cái dòng xe điện này thì nó sẽ không cần thiết nữa ha. Đó, gương xe thì được thiết kế được bắt lên trên cửa các bạn ha, nhìn nó rất là thể thao, cũng như là khi mà chúng ta quan sát ở vị trí lái này thì chúng ta sẽ quan sát ở góc bên kia thì nó sẽ cho một cái góc quan sát nó sẽ thoáng hơn so với là chúng ta gắn cái gầm gương lên những cái vị trí cũ giống như là trước đây ha. Đây cũng là một cái thiết kế nhìn nó rất là thể thao nhưng cũng rất là giúp ích cho cái việc mà chúng ta lái xe và hạn chế điểm mù. Ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái camera đây nè. Đó, xe EQS thì chúng ta vẫn được trang bị một cái bệ bước ha, ở phía bên hông nè, hai bệ bước bên hông.
Đó. Và tay nắm cửa của chúng ta vẫn là tay nắm cửa dạng ẩn. Đây là một cái thiết kế cái tay nắm cửa thế hệ mới của những dòng xe Mercedes-Benz bây giờ các bạn ha. Khi chúng ta chạm vào thì tay nắm cửa sẽ mở ra nè. Đó, một lát nữa thì Di không có chạm vào nữa thì nó sẽ tự động thụt vào bên trong. Đó, thì những cái tay nắm cửa này giúp cho cái chiếc xe của chúng ta khi mà chúng ta nhìn từ bên hông như thế này các bạn, nó cho một cảm giác là cái chiếc xe nó sẽ liền lạc hơn cũng như là đẹp hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nó còn giảm thêm cái chỉ số cản gió, giúp cho chiếc xe của chúng ta, những cái chiếc xe điện bây giờ các bạn, thì cái chỉ số cản gió nó thấp hơn rất rất là nhiều so với những cái chiếc xe xăng luôn. Đó, bởi vì là các bạn thấy nè, cái kiểu dáng của nó rất là tối ưu luôn. Cho nên là việc mà khi chúng ta chạy các chiếc xe điện các bạn, nó đặc biệt cái chiếc xe EQS này nè ha, chúng ta cho một cái cảm giác nó rất là êm, nó rất là êm, rất là ổn định luôn. Nó ổn định thì ngoài cái chỉ số mà khí động học của chiếc xe thì cái chiếc xe EQS 500 SUV này được trang bị một cái hệ pin nó nằm ở dưới sàn xe. Đó, một cái hệ pin rất là nặng các bạn, nặng dự kiến khoảng tầm hơn 800 kg, nằm ở dưới sàn và bố trí đều từ trước ra sau, cho nên là khi mà chúng ta chạy cái chiếc xe EQS ở một tốc độ cao các bạn, nó rất là ổn định ha, nó rất rất là ổn định luôn. Đó, khi nhìn từ ở khoang sau như thế này thì các bạn sẽ thấy là kính khoang sau được trang bị kính màu đen tối màu luôn ha, và chắc chắn một điều bạn, kính trước thì lúc nào cũng là kính trong ha, để chúng ta còn có thể là quan sát được cái gương chiếu hậu. Ok, ở bên trong xe thì nó rất là đẹp luôn, một lát nữa Di sẽ đi vào bên trong cho các bạn xem. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái kích thước lớp bánh sau ha. Chắc chắn là bánh sau cũng là bánh Goodyear luôn, và kích thước lớp vẫn là 275/45 R21, có nghĩa là bánh trước và bánh sau của chúng ta là có cùng một cái thông số lớp ha. Ngoài ra thì EQS 500 SUV của chúng ta thì có thể đánh lái được trục bánh sau và giúp cho chiếc xe dài gần 5m2 quay đầu chữ U các bạn, thì tương đương với một cái chiếc xe hatchback nhỏ gọn thôi. Đó, đây là một cái điểm mà khi mà chúng ta di chuyển trong những cái đoạn đường hẹp, hoặc là khi mà chúng ta di chuyển ở những đoạn đường ở thành phố nè, cần quay đầu thì nó rất rất là tiện lợi ha. Giờ Di sẽ đi sang phía sau cũng như là bên hông một xíu cho các bạn xem nè. Ở một cái vị trí này thì khi mà ta nhìn ở một cái vị trí góc xéo như thế này nè bạn, các bạn sẽ thấy là cái phần đuôi xe của chiếc xe EQS 500 SUV này nó rất là đẹp luôn. Nhìn nó sẽ không giống nhiều với một cái chiếc SUV khô cứng nữa, mà chiếc xe của chúng ta nhìn rất rất là giống như những cái dòng xe mà SUV coupe. Đó, bởi vì là cái kiểu dáng các bạn thấy không? Ở trên nóc xe cũng sẽ không thấy một cái thanh ba ga chạy từ trước phía sau. Đó, cho nên khi mà chúng ta nhìn cái chiếc xe ở một cái góc ngang hoặc là nhìn từ bên hông như thế này nè, chúng ta sẽ thấy là cái chiếc xe được thiết kế nó rất là liền lạc với nhau, cũng như là các chi tiết của các đường nét thiết kế nó rất bo tròn với nhau và nó nhìn nó rất là hay ha. Đó, đèn xe ở phía sau thì được nối dài từ bên trái sang bên phải. Đây cũng là một cái điểm nhận diện của những dòng xe điện của Mercedes-Benz. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái logo là EQS 500 nè, Formatic nè. Formatic thì đối với những dòng xe điện các bạn thì Formatic nó sẽ khác với lại Formatic của những dòng xe xăng, bởi vì xe xăng thì chúng ta sử dụng mà động cơ phía trước và trục truyền động ra bánh trước và hai bánh sau thì mình gọi là Formatic. Nhưng đối với dòng xe điện các bạn thì đặc biệt là cái xe EQS 500 SUV này sẽ được trang bị một cái motor điện ở phía trước, đó gọi là cầu trước ha, và một cái motor điện ở phía sau gọi là cầu sau, cho nên mình vẫn gọi là Formatic ha. Đó, cho nên là cái chiếc xe này chúng ta sẽ có hai cái số máy các bạn, là hai cái motor ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái logo nè. Đó, thì đây cũng chính là cái camera lùi, cũng là một cái và cũng là cái chỗ mà để chúng ta mở cái cốp ha. Các bạn sẽ thấy là ở trên này nó cũng có những cái nút bấm ha. Ngoài ra thì xe của chúng ta vẫn có tính năng là đá cốp tự động. Đó, khi chúng ta đá cốp thì nó sẽ đóng lại thôi. Các bạn thấy không? Khi mà Di bấm vào thì cái hàng ghế ở phía trước nè, hàng ghế thứ hai nè, sẽ được gặp lại. Các bạn thấy không? Đó, còn đối với cái hàng ghế sau cùng này các bạn thì các bạn có thể là đóng mở bằng tay thôi ha. Nó sẽ khác với lại chiếc xe GS 450. GS 450 thì chúng ta có thể là đóng mở điện ở phần hai cốp sau luôn. Ok. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem những cái đồ của chiếc xe này ở phía sau ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái thảm sàn nè. Một cái thảm sàn của AMG luôn ha. Di sẽ đi nhanh qua những cái phần chi tiết đi theo xe của chiếc xe này. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ có là các tai nghe ha, tai nghe ở đây. Xe này thì được trang bị tổng cộng là hai cái tai nghe cho cái hệ thống giải trí ở phía sau các bạn nha. Đó, hiện tại thì do là tai nghe này đang để ở bên trong cái bọc rồi, được coi như là dán lại rất là kỹ, cho nên là Di cũng không có mở ra cho các bạn xem. Ngoài ra thì còn được trang bị một cái máy tính bảng nè cho cái hệ thống giải trí ở phía sau. Đó, thì khi mà chúng ta
ngồi ở phía sau bạn thì chúng ta có thể tự thao tác điều chỉnh hết tất cả mọi thứ luôn ở cái hệ thống giải trí, và chúng ta sẽ không cần thiết phải nhờ tới anh tài xế đó. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là ở đây có một cái lọ nước hoa nè, theo xe nè, thì đây là cái lọ nước hoa, chắc chắn là chiếc xe của chúng ta sẽ được trang bị cái hệ thống là xịt nước hoa thông minh. Ngoài ra thì đối với cái xe EQS 500 SUV này còn được trang bị cái tính năng là Energizing Comfort. Đây là một cái tính năng giúp cho cái người ngồi bên trong xe thư giãn rất là thoải mái các bạn nha. Nó kết hợp với mùi hương, kết hợp với massage, kết hợp với những cái hình ảnh về màu sắc cũng như là màn hình để tạo cho cái người ngồi bên trong xe cảm giác là thoải mái, và chúng ta có thể tùy chọn được những cái chế độ mà chúng ta mong muốn ha. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có một cái túi này, thì đây là cái túi được trang bị cái phần bơm điện với lại cái bình keo vá xe ha. Thì đối với những cái quà tặng theo xe này các bạn thì nó là mặc định tiêu chuẩn rồi ha. Đó, và Duy cũng đã quay cho các anh chị các bạn xem rất là nhiều rồi. Túi y tế nè, sách về hướng dẫn về bảo hành ở đây. Ngoài ra thì ở đây thì còn có một cái túi nè bạn, thì bên trong này thì để một cái sợi dây sạc, một cái sợi dây mà sạc để coi như là khi mà chúng ta sạc ở những cái chạm sạc công cộng các bạn, thì có thêm một cái dắt để chúng ta có thể là chuyển đổi ha, nếu trong trường hợp là cái chạm sạc đó nó sẽ không có cái sạc tương thích với chiếc xe mình, thì ở đây chúng ta cũng sẽ có chuyển đổi. Nên các bạn hình dung nó giống như những cái cục sạc di động của chúng ta vậy đó. Sách hướng dẫn sử dụng này nó nằm ở đây thôi ha. Ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn đi vào bên trong để mà xem cái nội thất của chiếc xe EQS 500 SUV này ha. Một cái nội thất nó rất là đẹp và rất rất là công nghệ luôn. Và đây là nội thất của cái xe EQS 500 SUV ha. Các bạn thấy nha, nội thất nó quá là đẹp luôn các bạn nha. Thì đối với cái phần nội thất này thì chúng ta có thể chọn được cái màu gray, màu xám như thế này, hoặc là màu đen, hoặc còn cả màu nâu nữa. Đó, và ra thì các bạn sẽ thấy nè, EQS 500 SUV được trang bị cái màn hình Hyper Green. Cái màn hình nó kéo dài từ cái màn hình táp lô sang tận bên kia luôn các bạn. Và ở vị trí ghế ngồi bên phụ vẫn có một cái màn hình để giúp cho chúng ta có thể là giải trí ha, nếu mà có người chúng ta ngồi bên cạnh. Thực sự là với cái màn hình phụ đó thì Duy nghĩ là có thể là ít khi sử dụng, nhưng về tổng thể khi mà chúng ta đi vào ban đêm các bạn, cái màn hình sẽ được mở sáng lên, thì các bạn sẽ thấy ha, đây là một cái chiếc xe, nó không phải là một chiếc xe thông thường đó các bạn, mà các bạn hình dung nó giống như là một cái chiếc phi thuyền ha, một chiếc phi thuyền ha, nhìn nó rất là tương lai ha, rất là đã luôn. Đó, và thật sự là thấy là nếu mà các anh chị các bạn nào là một người mà thích lái xe ha, thì cái chiếc xe EQS 500 SUV này cho một cái cảm giác lái phải nói thật sự nha, rất là thích luôn. Và nếu các anh chị các bạn nào mà lái cái chiếc xe này nha, thì Duy đảm bảo luôn sẽ rất là thích luôn và rất là mê, bởi vì là cái công suất của chiếc xe này lên đến là 330 kW, tương đương khoảng tầm 449 mã lực ha, 449 mã lực, nó rất là mạnh nha các bạn. Và mô men xoắn lên đến là 828 Nm/m, và cái chiếc xe này tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất là 5,2 giây cho mỗi chiếc xe SUV mà to như thế này. Thật sự các bạn nha, đây là một cái chiếc xe dành cho người lái luôn, chứ không hẳn là dành cho những người ngồi nữa. Bởi vì các bạn thấy nè, vô lăng của chiếc xe được trang bị là vô lăng thể thao nè, đi khách nè. Đó, và đây là vô lăng thế hệ mới, được trang bị rất là nhiều những cái nút bấm bằng cảm ứng ở trên cái vô lăng. Và thực sự cái sự vận hành của cái chiếc xe này về thao tác, về cần số các bạn, thì nó cũng sẽ y chang như trên trái chiếc xe xăng thôi. Nó cũng không có khác bất kỳ gì hết. Và cần số của chúng ta vẫn nằm ở trên tay lái nè. Đây là một cái cần số mà có đó hiện tại bây giờ tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz đều trang bị. Bởi vì đây là một cái vị trí có thể nói là khi mà chúng ta đã lái những cái chiếc xe mà được trang bị cái cần số trên tay lái theo kiểu này của Mercedes-Benz rồi, thì bảo đảm luôn các anh chị sẽ rất là thích ha, bởi vì cái thao tác lái nó rất là tiện lợi và rất là đơn giản, gọi là công thái học rất là tốt các bạn ha. Các bạn sẽ thấy là trên vô lăng sẽ có một cái nút bấm và có hình chiếc xe và có mũi tên ha. Đây là cái hệ thống giữ khoảng cách gọi là Disconnect đó, bởi vì là hầu như là hiện tại bây giờ các bạn, khi mà các bạn di chuyển đi các tỉnh với nhau, hầu như chúng ta đều đi đường cao tốc ha, thì với tính năng này nó rất là tiện lợi cho chúng ta khi mà chúng ta đi cao tốc ha, giúp cho việc mà lái xe nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Thứ hai nữa là các bạn sẽ thấy ở trên này nó sẽ có là cái nút lim nè và là ga tự động nè ha. Đó, thì đây là những cái tính năng có thể nói là gọi là tiêu chuẩn mặc định đi. Đó, nhưng mà trên chiếc xe Mercedes-Benz các bạn, thì những cái chiếc xe mà thế hệ mới bây giờ thì mới được trang bị cái tính năng này ha. Ngoài ra thì trên gương chiếu hậu của chúng ta thì vẫn được trang bị cái tính năng là hiển thị cảnh báo điểm mù nè. Các bạn sẽ thấy ở trên đây nó có một
cái hình tam giác này ha. Thì những cái tính năng này, nếu như các bạn nào mà đã đi những cái dòng xe có trang bị tính năng này thì cũng đã biết rõ rồi ha, Duy cũng sẽ không cần nói nhiều nữa đó. Và chiếc xe này có hầu như tất cả những cái tính năng hỗ trợ lái, chẳng hạn như hệ thống cảnh báo điểm mù nè, hệ thống giữ làn đường nè, hệ thống giữ khoảng cách nè, cũng như là hệ thống phanh tự động luôn đó. Bởi vì đây là cái dòng xe có thể nói là cao cấp nhất trong những cái dòng xe điện của Mercedes-Benz rồi, cho nên là việc chúng ta trang bị cái những cái tính năng an toàn đó hầu như có thể nói là tiêu chuẩn bắt buộc luôn rồi các bạn ha. Và hiển nhiên một điều các bạn là EQS 500 SUV của chúng ta được trang bị hệ thống âm thanh vòm Bumaster 15 loa công suất là 710W. Đây là những cái hệ thống âm thanh có thể nói là chỉ được trang bị trên những cái dòng xe cao cấp của Mercedes-Benz như những dòng xe S-Class và những dòng xe Maybach thôi. Đó, tiếp theo sẽ thấy là ghế xe được trang bị là cái ghế đục lỗ ha, chứng tỏ là xe của chúng ta được trang bị cái tính năng là làm nóng, làm mát cho ghế luôn. Đó, và da này là da thật các bạn nha, da bò thật. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau của chiếc xe EQS 500 SUV này nha. Ok, lúc nãy thì do là Duy bấm cái nút gập ghế ở hàng ghế sau này ha, bây giờ Duy sẽ bấm lên. Đó, Duy chỉ cần bấm một cái nút bấm ngay cái vị trí này thôi các bạn. Đó, thì ghế xe của chúng ta sẽ tự động dựng lên ha. Bên kia cũng tương tự luôn các bạn nha. Và hiện tại bây giờ thì cái ghế nó sẽ hơi đứng. Bây giờ chúng ta có thể chỉnh nè, cho nó ngã hơn một chút xíu nữa ở vị trí này. Đây. Đó, các bạn sẽ thấy là ở hàng ghế trước và hàng ghế sau đều được trang bị cái gói tựa đầu này ha, nó rất là êm luôn. À, được trang bị bằng một cái chất liệu là giống như là da lộn như các bạn. À, khi mà chúng ta ngồi vào thì cảm giác nó rất là êm. Hàng ghế sau thì các bạn sẽ thấy là không có đục lỗ, không có đục lỗ ha. Thì chứng tỏ là xe của chúng ta không có tính năng làm mát và chỉ có cái tính năng là làm nóng ở đây thôi. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có hai cái màn hình cảm ứng nè ha. Đây là hai cái màn hình MBUX cho cái hệ thống giải trí ở phía sau. Đó, ngoài ra thì chúng ta có thể là hạ cái chỗ để tay này xuống ha. Đó, chỗ để tay này xuống, và chúng ta có một cái màn hình máy tính bảng ở đây nữa ha. Đó, thì hồi nãy Duy đã quay cho các bạn xem đó, là cái màn hình máy tính bảng chúng ta có thể để ở vị trí này. Đó, vừa sạc và vừa chúng ta có thể là thao tác về giải trí cũng như là điều chỉnh mọi cái tính năng ở trong cái xe các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy ở trên này nó sẽ có một cái cảm biến nè. Một cái con mắt ha, mình gọi là một cái con mắt đi. Thì đây là cái hệ thống cảm biến cử chỉ cho hàng ghế ở phía sau này. Thì thật sự hàng ghế sau cùng của cái xe EQS 500 SUV này thì cũng có rất là nhiều các anh chị khách hàng mà quan tâm. Đó, trong những điều kiện mà khi mà chúng ta có người ngồi phía sau bạn thì chúng ta có thể là di chuyển cái hàng ghế này nhích lên tối đa ha. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta không có người ngồi thì chúng ta có thể lùi lại để cho cái khoang ở giữa này nó sẽ rộng nhất có thể ha. Đó, và với cái không gian ở phía sau các bạn thì Duy nghĩ là đủ cho người cao khoảng 1m6 thôi. À, ok, bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem những cái thông tin về về sạc của chiếc xe này. Thì với cái chiếc xe EQS 500 SUV này các bạn thì một lần sạc ha, có thể di chuyển được từ hơn 500 km đến hơn 600 km tùy theo đoạn đường và tùy theo chúng ta lái xe như thế nào. Đó, và hiện tại bây giờ thì nếu các anh chị các bạn mà trang bị cái mua cái chiếc xe này á, thì được tặng cái một cái cục sạc wallbox ở nhà. Đó, chúng ta có thể là sạc và di chuyển hàng ngày. Thực ra nếu mà các anh chị các bạn mà di chuyển hàng ngày ở thành phố hoặc là trong một cái bán kính đâu đó khoảng tầm 200 km đổ lại thôi thì cái chiếc xe EQS 500 SUV này có thể nói đây là một cái chiếc xe coi như là rất là tuyệt vời luôn các bạn. Và mỗi lần sạc á, thì Duy nghĩ đâu đó khoảng tầm hơn 100 ký điện đi, chính xác là khoảng 108 ký điện. Thì các bạn biết rồi, một ký điện thì đâu đó hơn 2.000-3.000 gì đó đi, thì mỗi lần sạc chúng ta có thể là mất khoảng tầm 300.000 hoặc là hơn 300.000 tiền điện thôi. Đó, nhưng mà chúng ta di chuyển ở một cái đoạn đường gần 600 hoặc 6 gần 600 km à, thì thực sự đây là một cái chiếc xe nó quá là tối ưu luôn, nó quá là hợp lý luôn ha. Và đó chính là chiếc xe EQS 500 SUV, một cái chiếc xe 7 chỗ full size thuần điện. Đó, thật sự đây là một cái chiếc xe mà phải nói là đối với Duy các bạn nha, nó rất là tuyệt vời luôn. Đó, và các bạn hình dung thử nếu mà cả thành phố của chúng ta ha và 50% đều sử dụng những cái dòng xe điện như thế này thì thành phố của chúng ta sẽ rất là đỡ tiếng ồn cũng như là khói bụi. Đó, để biết thêm chi tiết về mẫu xe EQS 500 SUV này hoặc là tất cả những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo nha.